Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Chiều hôm nay thì bên em lại về thêm một mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi gửi tới quý anh chị và các bạn. Đó chính là chiếc Hyundai Tucson. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2018 và là bản cao cấp nhất, bản 1.6 turbo. 1.6 turbo anh chị nhé, là bản cao cấp nhất trong dòng xe Tucson rồi. Và chiếc xe này thì mang màu ngoại thất màu trắng biển Hà Nội. Tuy nhiên thì bác chủ lấy lại biển, thế nên là bên em đã rút hồ sơ rồi. Vừa về hôm qua là vừa hôm nay là tháo biển để gửi đi rút hồ sơ rồi anh chị nhé. Chất xe còn rất là đẹp, đi hơn 9 vạn km, hơn 9 vạn km và trang bị một dàn lốp mít anh chị ạ. Đầu tiên đây là cái phần đầu xe này. Bản 1.6 turbo thì được trang bị đèn pha bi đôi với vỏ đèn zin, có rửa đèn pha tự động. Phía bên dưới thì được bố trí đèn gầm, vỏ đèn gầm vẫn còn zin anh chị nhá, và có giải đèn led định vị ban ngày. Đấy. Bản 1.6 turbo có trang bị cả cảm biến góc trước rồi, cực kỳ là an toàn anh chị ạ. Về ngoại thất của xe về bên em đã đánh bóng rồi, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đối với bản 1.6 turbo, phần ngoại thất thì rất dễ nhận biết, đó là vành phay dạng lớn rồi anh chị nha, nhìn nó rất là khỏe xe luôn. Với trang bị dàn lốp mít này, hơn 9 vạn km và dàn lốp mít này là lốp thứ hai rồi, rãnh lốp còn rất là dày anh chị ạ. Lốp mít thì đi nó rất là êm này. Và chiếc xe này mặc dù là biển Hà Nội nhưng mà vành rất ít bị xước nhá. Với củ phanh này còn sáng anh chị ạ. Xe thì bên em vẫn là bao cam kết đầy đủ cho anh chị, bao check hãng này, cam kết đầy đủ bằng văn bản. Và đặc biệt chiếc xe này, nếu mà anh chị nhìn vào phía bên hông thì anh chị cũng có thể thấy này. Đấy, đó chính là gì ạ, cái gờ sơn zin của nó vẫn còn. Tức là cái cửa này và phần bên hông là sơn zin như anh chị nhá, cực kỳ là an tâm về chất lượng luôn. Rất ít những chiếc xe mà giữ được cái gờ sơn zin đấy anh chị ạ. Gương chiếu hậu ngoài thì có tích hợp sinh nhan trên gương rồi, gập điện và chỉnh điện. Xe có trang bị 4 phanh đĩa này và một dàn lốp mít. Tất cả những cái phần đường ráp lối của nó nhé, anh chị có thể quan sát và nhìn thấy này, nó rất là khít. Đây là phía sau của xe. Phía sau của xe thì được trang bị gì ạ? Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi. Và có lipo. Nhìn nó rất là khỏe luôn. Bản 1.6 turbo, rất dễ dàng nhận biết, có ký hiệu turbo ở đây. Đấy. Cụm đèn sau cả hai bên còn zin. Và đặc biệt phía sau xe này, đó là gì ạ? Cốp phía sau xe có trang bị gì ạ? Tính năng cốp điện rồi. Một cái thao tác mở cốp rất là dễ dàng. Cái này thì rất là tiện, đặc biệt cho các chị này. Đối với Tucson, cái khoang hành lý của nó rất là rộng rãi, anh chị tha hồ để đồ. Bác chủ thì có trang bị gì ạ? Lót cốp cao su rồi. Và cái điều quan trọng nó là gì ạ? Cái phần nhựa phía sau xe này nó không bị xước đâu anh chị ạ. Không hề bị xước nhé. Phía sau xe thì zin rồi. Đây là phần máng nước và đinh tán này, nguyên bản. Với ốp cốp sau thì chưa cậy mở gì, chưa vặn mở một lần nào nhé anh chị nhé. Kể cả là những cái phần cao su đây này. Đấy, nó nguyên vạch sơn CS nhà máy nhé. Rất là an tâm về chất lượng. Đấy. Bên hông thì gờ sơn zin còn. Phía sau xe thì tất cả những cái con ốc rồi đến những cái phần đơn giản như cái nhựa cao su này, cái cao su này nó chưa một lần mở ra nhé. Cực kỳ an tâm về chất lượng anh chị ạ. Và cái phần nhựa cốp sau là bác chủ giữ được khá là tốt, nó không bị xước. Đấy. Cái ngăn hành lý này thì được mở chia làm hai cấp độ anh chị nhé. Đấy, cái phần này thì chúng ta có thể kéo ra, móc vào đây này. Đấy, tạo ra một cái khoảng chúng ta có thể để đồ nhẹ, quần áo, mũ nón ở đây. Rất là sạch sẽ anh chị ạ.
Đấy, còn nếu không thì chúng ta u vào rất là gọn gàng. Đây là lốp dự phòng của xe và anh chị có thể thấy ở đây đó là lốp dự phòng zin theo xe chưa một lần hạ, nguyên vạch sơn nhé anh chị nhé, chưa một lần hạ luôn. Và cái lòng cốp của chiếc xe này còn nguyên bản, chưa có một hiện tượng han mọt gì. Lốp dự phòng thì cái vành của nó cũng là vành đúc giống bốn lốp chính nhé anh chị nhé, bốn bánh chính. Và cái điều thích nhất đó là cái lốp dự phòng này chưa hạ một lần nào. Đấy, đây là gầm xe này. Và nhìn qua thì anh chị cũng có thể thấy ở đây một chiếc xe với cái gầm xe ống bô này, nó vẫn còn sáng choang luôn anh chị ạ. Cái gầm của chiếc xe này đẹp xuất sắc luôn. Anh chị qua bên em thì bên em sẽ cẩu gầm để anh chị xem được chi tiết hơn. Nhưng mà quay qua cái phần ống xả này, anh chị cũng đã nhận định được cái phần nào về cái chất lượng gầm của chiếc xe này rồi, đúng không ạ? Cốp điện thao tác rất là nhẹ nhàng thôi. Và đây là bên phụ. Và cái đặc biệt của bên phụ này là anh chị cũng nhìn thấy ở đây, đó là gì ạ? G sơn zin của nó vẫn còn này, rất tuyệt vời anh chị ạ. Rất ít những chiếc xe mà giữ được nguyên bản cái G sơn zin cả hai bên hông. Đấy, về bên em chỉ việc đánh bóng thôi, đánh bóng qua một chút thôi. Rất đẹp anh chị ạ. Và đây là nội thất của xe. Đối với Hyundai Tucson bản 1.6 turbo thì chiếc xe này nội thất được trang bị đó là màu kem với da màu be này. Có trang bị ghế phụ điện này, chỉnh điện 4 hướng. Đấy, nội thất của chiếc xe này thì rất là sạch đẹp. Bác chủ thì trang bị sàn 3D, sàn da, rồi tấm sàn nỉ đầy đủ rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó là chúng ta nhìn vào cái mặt ghế, nó vẫn còn căng đét như này. Một chiếc xe mà sử dụng ít. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Bác chủ khá là giữ xe luôn, kể cả là cái mặt ghế cửa ghế lái nhé anh chị nhé. Đấy, đây là nhựa tablo này, nguyên sần. Đấy, gần như là nó chưa có vết xước nào đâu, đúng không ạ? Rất là sạch đẹp. Trần nỉ nguyên bản của xe và bản 1.6 turbo, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi. Rất là hiện đại, rất là sang trọng. Đây là tắp ni cửa này. Anh chị có nhìn thấy cái vết xước nào không ạ? Không hề có trên cái tắp ni cửa của chiếc xe này nhé. Kể cả cái phần dưới là cái phần mà dễ bị đá chân vào này. Mép cửa zin và keo chỉ thì không mất phân nào đâu, anh chị có thể qua check test thoải mái. Và ốc bản này còn nguyên bản, đúng không ạ? Đây cũng vậy này, ốc bản này nguyên zin. Bởi vì là cái sơn hông của nó này, cái gờ sơn zin của nó còn, thì đa phần là cái ốc bản này gần như là không bị tác động gì đâu anh chị ạ. Cái tháo cái cửa ra nó phải có lý do của nó. Và khi mà đã tháo cửa ra rồi thì gần như là cái gờ sơn zin của nó gần như là không còn đâu anh chị ạ. Đấy, hàng ghế thứ hai có bệ tì tay dạng lớn và kết hợp có giá để cốc rồi. Ghế vẫn còn nguyên zin, mặt ghế căng và không bị xước, không bị hề bị rách một chút nào nhé. Đấy, ghế nguyên bản. Và tắp ni cửa thì cũng vậy này, không hề có một vết xước nào đâu ạ. Đấy, máng nước zin đương nhiên rồi anh chị ạ. Cái gờ sơn zin của nó còn thì cái máng nước không thể nào mà lại có hiện tượng gò nắn hay bị làm sao cả, đúng không ạ? Cái gì nó bị thì nó cũng phải bị từ ngoài vào trong, đúng không ạ? Đối với bản 1.6 turbo này nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái thứ hai nữa là động cơ turbo chạy nó rất là khỏe luôn anh chị ạ. Kết hợp với lại xe có trang bị thêm chế độ lái nữa. Tucson bản 1.6 turbo 2018, xe được trang bị cửa gió cho hàng ghế thứ hai rồi. Đấy, ốp bậc lên xuống chống xước nha anh chị nhé.
Bên này cũng zin hết này. Mặt ghế căng đét luôn. Xe có trang bị 6 túi khí anh chị nhé. Đây là túi khí, ký hiệu của túi khí bên hông này, túi khí rèm. Và tất cả những con ốc mép cửa, kể cả là mép cửa trong này, nó cũng đều còn zin anh chị ạ. Cực kỳ là an tâm về chất lượng. Mép cửa đều còn zin hết và chưa có một hiện tượng gì han mòn. Ghế lái thì được chỉnh điện 8 hướng rồi anh chị ạ. Không có nhớ vị trí ghế nhé. Đấy. Santa Fe thì có nhớ vị trí ghế. Đây, chỉnh điện này. Đây em quay rất là cận cảnh và anh chị có thể thấy đó là chiếc xe này, cái phần nhựa của nó cũng rất là sạch đẹp luôn, kể cả những cái phần sàn này này, bác chủ đi rất là giữ xe luôn. Và đây là cái mặt chân phanh. Mặt chân phanh nó cũng thể hiện rất nhiều, và đặc biệt là cái mặt cao su ở phía bên phải anh chị nhá. Chiếc này nó chưa hề mòn vẹt một chút nào đâu anh chị ạ. Đấy. 9 vạn km. Đây là tắp ni cửa lái này. Với gì ạ? Gương chiếu hậu ngoài có chế độ tự động auto, tự động gập khi mà khóa cửa. Tất cả những cái nút bấm ở trên chiếc tắp ni cửa chiếc xe này nó còn gì ạ? Sắc nét, chưa hề bị mòn hay chưa hề bị bợt một cái dấu mực nào nhé. Ốc bản lề bên lái này chưa cậy mở gì, chưa vặn mở một lần nào. Đây. Rồi, xe có trang bị gì ạ? Cốp điện thì anh chị thấy rồi, có chống trơn trượt, cân bằng điện tử. Đấy, và đây là nhựa táp lô này. Quay rất là cận này anh chị xem. Đúng ạ. Bước vào bên trong nội thất của xe. Rồi, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm anh chị nhá. Và chiếc xe này thì bác chủ đã trang bị màn Android rồi. Đấy, Kovac. Cái dòng mà đầu Android này, cái cảm ứng của nó cũng em đánh giá cũng thấy là rất là ok, bởi vì là gì ạ, cái cảm ứng của nó nhạy, đúng không ạ, hoạt động rất là ổn định. Cái thứ hai nữa là những quanh cái phần dưỡng này anh chị có thể thấy nó là gì ạ, những cái chi tiết mạ bạc của nó chưa hề bị xước, không bị xước nhá. Đấy, đúng không ạ. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập thì cũng được trang bị trên chiếc xe này rồi. Và đây là gì ạ? Củ số zin này. Cái phần đầu củ số này chưa hề bị bợt luôn anh chị ạ. Cái phần da đầu củ số này. Đấy, và cái phần mạ bạc đầu củ số này nó chưa hề bị bợt. Và đây là củ số zin nhá. Đây là những cái công nghệ được trang bị đáng đồng tiền trên chiếc Hyundai Tucson 2018 bản 1.6 turbo này. Chế độ lái thì đây này, em đang để chế độ lái Eco tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó thì có chế độ lái Sport thể thao và một chế độ thông thường nữa. Tức là xe được trang bị 3 chế độ lái anh chị nhá. Phanh tay điện tử thì ai cũng biết rồi, giữ phanh tự động auto hold và có hỗ trợ xuống dốc, cảm biến lùi. Cái nút này thì có để tắt mở cái tiếng kêu bíp bíp của cảm biến lùi nha anh chị nhá. Đấy, có nhiều anh thì lái xe thành thạo rồi, có thể là chúng ta sẽ tắt cái tiếng bíp bíp đi đi. Chìa khóa zin theo xe và bác chủ rất là cẩn thận này. Ốp bọc, chìa khóa ốp bọc cũng rất là đầy đủ luôn. Đó. Nhựa táp lô này. Rất đẹp anh chị ạ. Và đây là vô lăng zin của chiếc Hyundai Tucson này. Thì đầu tiên chúng ta cứ quan sát cái khóe vô lăng đi. Một cái khóe vô lăng zin chưa hề bị bọt, chưa hề bị mòn cái khóe nhá. Đấy, bên này cũng vậy này. Cho một chiếc xe đi 9 vạn mốt rồi, 9 vạn 16, gọi 9 vạn 2 đi. Đấy, những cái phần bấm còi này và logo này, cái logo này bợt là cũng đánh giá được khá là nhiều nhá. Còn chiếc xe này thì cái logo mạ bạc này chưa hề bị bợt luôn, đúng không ạ? Cái phần bấm còi cả hai bên này, đặc biệt là hai cái phần em chỉ đây này, của tất cả các chiếc xe mà anh chị thấy bóng bóng nhá, là một chiếc xe mà bấm còi rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều. Chiếc này nguyên sần nhá.
đúng không ạ? Có ga tự động cruise control rồi, bên này nút tích hợp điều chỉnh âm thanh và gì ạ, vô năng được trợ lực điện, lái rất là nhẹ nhàng anh chị ạ, lái rất nhẹ nhàng nhá. Đấy, chỉ có cái là chưa có cam hành trình thôi. Cái này thì anh chị mua xe thì về có thể là lắp thêm nhé. Đây, bảng đồng hồ trung tâm, thiết kế thì cũng rất là trẻ trung. Rồi, chúng ta sẽ đi đến khoang động cơ của xe. 1.6 turbo. Nói chung là tất cả những chiếc xe mà trang bị động cơ 1.6 turbo thì anh chị biết rồi, rất là khỏe, đúng không ạ? Chiếc xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó đối với đường hỗn hợp nó loanh quanh, anh chị xác định cho em là 7 lít trên 100 km, thì dành cho một chiếc xe mà gầm cao 5 chỗ ngồi như thế nữa, như vậy cũng rất là ok rồi, nó không thể tiết kiệm hơn đâu anh chị ạ. Đấy, đây là khoang động cơ của xe. Đấy, đầu tiên thì chúng ta cứ nhìn cái lắp capo trước đi. Một tấm nỉ cách nhiệt dưới lắp capo còn phẳng đẹp này. Đấy, và trên cái lắp capo của chiếc xe này anh chị sẽ không nhìn thấy cái hiện tượng gì của cái việc gò nắn đâu. Những cái mép nỗ tròn nó còn zin đẹp, và những cái đường dập nổi còn nguyên bản của nhà máy, đúng không ạ? Cái nữa đó là gì? Ốc capo zin chưa một lần cậy mở nhé, rất là an tâm. Chiếc xe này rất là zin luôn đấy anh chị ạ, gờ sơn hai bên hông zin, ốc cốp sau zin hết, ốc bản lề, và bây giờ nó là đến gì ạ, ốc capo của nó cũng đều còn zin. Quá là an tâm về cái việc xe không hề bị đâm đụng va chạm anh chị nhá. TGDI động cơ 1.6 turbo, và máy của chiếc xe này ra máy còn khá là đẹp anh chị ạ. Và cái thứ hai, nó chưa hề có hiện tượng gì về cái việc thấm dầu. Xe thì máy zin từ dàn cò. Đấy. Máy số zin anh chị nhá, bao check test và gì ạ, cam kết đầy đủ bằng văn bản cho anh chị. Một chiếc xe đẹp đều anh chị ạ. Sơn zin còn rất nhiều. Ngoại thất đây được màu trắng nữa. Và quan trọng nó là bản cao cấp nhất, bản cao cấp nhất, trang bị hiện đại nhất. Và ngày xưa thì bác chủ mua chiếc xe này phải bỏ ra cái tầm tiền nó cao nhất. Tuy nhiên thì bây giờ chiếc xe này đây hiện tại thì đang có giá rất hợp lý. Hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe Tucson bản 1.6 turbo 2018 này với giá chỉ có 640 triệu anh chị nhá. 640 triệu bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả có thể thương lượng được. Anh chị đang có nhu cầu thì em mời anh chị qua bên em để xem xe và lái thử xe, có địa chỉ là tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương, với rất nhiều các dòng xe để anh chị và các bạn lựa chọn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong các video tiếp theo.